Nhà khoa học dùng dao cắt đuôi con rắn rồi đưa lại gần tấm kính, không ngờ vết thương nhanh chóng được hấp thụ. Thân cốc chuyển hóa thành năng lượng để phát triển trở lại cơ thể, hóa ra con rắn có khả năng hồi sinh. Các nhà khoa học lập tức lấy túi mật rắn ra và dung hợp nó với tế bào gen của con người. Không ngờ chỉ sau vài phút, một quả trứng rắn khổng lồ đã được nuôi dưỡng. Sinh vật bên trong quả trứng đang vùng vẫy, rồi trở thành một nửa người nửa rắn. Sau đó chui ra khỏi vỏ và tiến hóa thành hình dạng con người. Nhưng đúng lúc nhà khoa học đang bất ngờ trước cảnh tượng thần kỳ thì con quái vật bất ngờ nhảy xuống, túm lấy cổ anh tiễn nhà khoa học về tới đất. Điều này khiến trợ lý ở một bên hoàn toàn chết lặng. Trước khi con quái vật kịp nhắm tới mình, anh vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại con quái vật đứng đó nhìn thế giới xa lạ này. Để xác minh xem mình có siêu năng lực hay không, con quái vật dứt khoát cầm một con dao và chặt đứt ngón tay của chính mình. Sau khi nếm thử vết thương, hắn đưa ngón tay về phía mảnh thủy tinh, không ngờ vết thương nhanh chóng lành lại. Chẳng bao lâu sau, hắn đã lấy lại được sức sống ban đầu. Thấy mình thực sự đã trường sinh bất tử, hắn nhanh chóng mặc vào bộ vest đẹp trai, bước vào một quán bar đầy cám dỗ và nhắm mắt với một cô gái trẻ có khí chất xuất chúng.